Lúc đầu là họ tiếp cận tôi bằng cách là Messenger trên Facebook. Thì tôi có vào đó thì tôi thấy chương trình là tạo ra lợi nhuận Messenger, thì tôi nhấn vào đó thì sẽ có một cái tư vấn viên, một người tư vấn viên sẽ tư vấn cho tôi là bạn có tham gia chương trình đó hay không, và lợi nhuận sẽ là ít nhất là 500.000 một ngày và sẽ đảm bảo là cái số tiền vốn đó nó vẫn được bảo toàn. Thì họ sẽ dẫn dụ tôi là phải nạp thêm tiền để mà rút cái số tiền đó ra. Tôi chuyển số trên dưới cũng 1 tỷ thì tôi đã sực tỉnh lại và tôi cảm thấy là có cái gì đó nghi vấn trong vấn đề này. Đây chỉ là một trong số hàng trăm vụ việc được phát hiện. Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay đã khởi tố hơn 860 vụ án lừa đảo bằng công nghệ cao. Đáng chú ý, số vụ năm 2021 cao gần gấp đôi so với năm trước. Phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, các đối tượng thường uy hiếp tâm lý người dân trước khi thực hiện hành vi lừa đảo tài sản. Ngoài các phương thức như giả danh cơ quan công an, tư pháp nổi lên thời gian gần đây là hình thức giả danh các trang thương mại điện tử kêu gọi cộng tác online hay lập các trang web giả mạo kêu gọi đầu tư. Rất nhiều các cái chiêu thức mà rất là tinh vi, thành ra cái người bản thân đó, người đó người ta không nghĩ ra, dân ta tin tưởng người ta mới có cái sự giao dịch, tức là trên cái tài khoản ảo trên mạng là các đối tượng lừa đảo mà thấy nhiều người tham gia với số tiền rất là lớn rồi, tại vì các đối tượng này thì nhắm vào chủ yếu là các cái người dân mà có tài sản. Khó khăn lớn nhất hiện nay trong các vụ lừa đảo qua mạng là đối tượng thường đặt máy chủ tại nước ngoài, gây khó khăn trong việc thu thập chứng cứ, xác minh hành vi phạm tội, dù Việt Nam đã không ngừng mở rộng ký kết tương trợ tư pháp với các quốc gia. Hết sức khó khăn trong cái việc là chứng minh, kể cả là truy cái nguồn gốc. Vì khi cơ quan người dân mà phát hiện được họ đã bị lừa thì là trình báo cơ quan công an thì dòng tiền của đối tượng đã chuyển đi các nơi khác. Trang bị cho các cơ quan phòng chống tội phạm những máy móc thiết bị hiện đại nhất thế giới có thì mình phải có thì mình mới chống được nó. Cập nhật kiến thức cho các cán bộ điều tra, kiểm sát viên phải am hiểu về cái lĩnh vực mà các đối tượng lừa đảo nó sử dụng thì mình mới đấu tranh có hiệu quả được. Về phía người dân, cần luôn đề cao cảnh giác trước những dẫn dụ chào mời qua mạng xã hội, điện thoại để tránh trở thành nạn nhân. Khi phát hiện nghi ngờ, cần mạnh dạn tố giác cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý và đấu tranh kịp thời với tội phạm lừa đảo bằng công nghệ cao.